Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để buộc tội cậu phá hủy hiện trường và che giấu tội phạm. Cậu có lời nào muốn bảo vệ mình không? Em biết em sai rồi. Các anh thấy em có tội gì cứ xử tội đó, em không cãi đâu. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp là hành vi chính đáng của cậu. Cậu không quyền đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình. Ở hiện trường có để lại rất nhiều dấu vết của cậu. Cậu giải thích sao? Cô Nga gọi điện cho em, bảo bỗng dưng nhà mất hệ thống an ninh, kêu em qua kiểm tra. Lúc em tới thì thấy cửa phòng khách mở toang. Em đi lên kiểm tra thì thấy ông chủ chết rồi. Em sợ quá, thế là em bỏ đi luôn ạ. Thế còn dấu vân tay của cậu trên két sắt? Thì em thấy két mở nên kiểm tra thôi ạ. Các anh không tin cứ gọi điện hỏi cô Nga. Đến lúc này mà cậu vẫn còn ngoan cố à? Hôm qua cậu gọi cho bà Nga làm gì? Em có việc cần nhờ cô giúp ạ. Được rồi, để xem nếu chúng tôi tìm được cái mà cậu đang cần tìm thì sao nhá. Em chỉ làm theo lời cô Nga thôi ạ. Thời gian gần đây em có tham gia vào một nhóm chứng khoán và tiền ảo trên mạng. Ai ngờ đó là nhóm lừa đảo, em thua lỗ rất nhiều tiền, lại còn mang nợ vào người. Tới hôm đó cô ạ, cháu nghe đây. Đức à, Đức ơi, Đức giúp cô với Đức. Cô đang ở đâu ạ? Bây giờ cô cần cháu đến nhà cô gấp nhá. Lên trên phòng lấy cho cô ít đồ, việc này rất quan trọng, cháu phải làm ngay giúp cô nhá. Cô ấy bảo rằng cô ấy có cài một chiếc camera bí mật ở trong phòng ông chủ, và mục đích đặt camera ở đấy là để lấy trộm mật mã két sắt nhằm thu hồi một chiếc USB quan trọng được giấu trong két. Cô chỉ nói là chiếc USB đấy có những thông tin bất lợi cho cô, nên là cô ấy sai em qua lấy, tiện thể tháo camera ra trước khi công an tới. Em sợ lắm, cả đời em chưa bao giờ thấy cảnh tượng đấy. Đã sợ, tại sao cậu còn làm theo lời bà Nga? Tiếp đó thì sao? Sau đó thì em đi ra ngoài ạ. Dạ, cháu nghe đây. Lấy được chưa? Cháu lấy được rồi, cả camera lẫn cái USB ạ. Cái camera thì ném xuống sông, còn cái USB thì giữ lấy cho cô nhá. Dạ, dạ. Nhà em bị bọn chủ nợ tìm đến, em buộc phải trốn ngay trong đêm.